thôi, nhưng mà phải tập trung. Tập trung nha. Cái bước đầu mình làm sao thì tiếp tục mình làm vậy. Đầu tiên mình coi, mình nghiên cứu con, cách nào để mình đi. Thử thách level 1. Hai chị em đang bàn tính rất là cẩn thận nha. Không biết anh Ba Hưng này có làm được đúng cách rồi đây. Anh Hưng đúng cách rồi đây. Rồi. Vâng, anh cũng vậy luôn. Đi một người thôi nha. Oh my god. Này té thì sao mà té được. Tập trung hết sức vô. Đây là bước đầu tiên của level 1. Rồi, chị Hai đã bước lên thử thách rồi. Từng người con ơi. Từng người. Qua xong một người rồi mới tới. Chị Hai giỏi quá. Giỏi quá ta. Cảm giác sao anh Ba Hưng? Hả? Mất gì không? Chưa con, phải qua một người xong rồi mới đi. Nó trong trên là không có đi được. Rồi con đi con, được rồi đó. Tháo ra. Con tháo ra. Đâu tháo được, nó đi theo. Tháo được đâu. À vậy hả? Tháo thì nó xuống dưới chừng được. À, tháo được là tụi con chuồn mất tiêu rồi. Mấy đứa nhỏ này nó tháo được nó chuồn mất tiêu rồi. Nó phải lần theo từng bước. Đi con xuống. Con đi xong mới tới người khác chứ con đứng vậy rồi dòng cục làm sao? Tập trung vô nha. Hít thật sâu vào tập trung. Không có phân tán cái suy nghĩ, cứ tập trung vô đó mà lo mà đi. Lo đi thì dính gì ta. Rồi. Cũng không tập trung nữa. Kia bước lên, đúng rồi. Nãy giờ không chịu đi. Thank you.
Thử thách 1 lít nước tiểu. Đợi Xuân nó qua rồi bác anh mới đi được. À, đâu có đi hai đứa một giây được. Rồi chuẩn bị thành công con ơi. Rồi. Rồi tới chị hai đi con. Một tay vịnh, một tay phải lằn. Lằn dây, đó giỏi lắm. Chị hai là đúng kỹ thuật á. Chị hai nãy giờ đi hai đường là ba thấy chị hai nha. Đi giỏi rồi đó. Rồi tụt đi con. Tụt đi. Rồi xin mời anh. Hàng quá nhớ mang theo đừng để lại nha. Cầm chắc tay. Con cứ vịn chặt cái đó là được rồi. Cái tay là không có để vô kia xích nha, xích là ấy tay đó. Con cầm ở dưới đó. Mắt gì cầm như đó. Ừ. Chú kêu cầm như nè. Vậy rồi đi đi. Không dám, không con đứng nó đi. Đứng tới 3 giờ chiều. 3 giờ chiều ngày mai á. Nhát quá à. Bình thường à. Ủa bà thấy lẻ xuân có làm gì rồi tới chị hai đi con. Thung cái chân lên, dở cái chân co cái chân lên. Chị hai là bác chị hai giờ làm là ok lắm á. Rồi cứ co chân lên là anh đi qua thôi. Nhớ cái tay không có được chạm cái dây cáp nha con. Rồi. Con co người con lại để nó gọn rồi con mới cho nó đi được. Dở chân lên. Rồi đẩy tới. Bình thường con không có gì đó, nó không có rớt được. Con nhớ là nó không có rớt được, có dây đã bảo vệ đai rồi. Không có cách nào rớt hết á, chỉ cần là con dở chân lên nó đi qua thôi. Ha, không có cách nào rớt hết á. Có dây bảo vệ rồi. Đi đi con. Cố gắng lên. Rồi dở chân lên. Giỏi quá, giỏi. Tập trung nha con, không có được nhìn gì hết á. Thấy không? Mình chơi phải tập trung.
Rồi, chị Hai đi đi con. Tay con vịn hai bên đâu có vịn vậy được. Hai tay con vịn hai bên. Đúng rồi. Rồi, buông cái ra đúng rồi. Đó, cứ như vậy đó. Con canh cái nhịp nó lắc lư đó, con canh làm sao mà để con tiếp xúc cái chân con tiếp tục cái cái chân con tiếp xúc với cái này trước, tiếp xúc rồi bắt đầu đưa một tay qua cầm cái dây, một chân tiếp xúc trước rồi giữ rồi đó, hiểu chưa? Con cứ làm vậy đó, tiếp xúc rồi giữ cái khúc cây, rồi giữ khúc cây đó, con cứ khiều cái chân con giữ đi, đâu có sao đâu, đâu có tẹt háng đâu, con sợ. Ở đó vậy đó, con cứ đá một chân lên trước con giữ rồi đó, khi thăng bằng được rồi con đá cái chân còn lại qua, bắt đầu dây mình đổi qua cái mới phía đằng trước. Rồi sắp tới rồi con ơi, giỏi lắm. Một chân đá về trước, giữ cái khúc cây. Con giữ khúc cây trước cái đã. Rồi mới đưa tay qua lòn cái dây kế bên rồi đó. Cứ như vậy đó. Ôi quá con ơi. Chị Hai là không có sai sót gì luôn đó nha. Giỏi con. Hoàn thành, giỏi quá. Rồi giơ tay lên coi.